Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Corolo Luanga và các bạn tử đạo tại nước Uganda. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta dâng ngày mới hôm nay, xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và trước khi dâng thánh lễ, chúng ta đang sám hối tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Và chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Phùng Vân. Chúa đã được sai đến để chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúa ngự bên hiệu đức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tứ đạo làm nay sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của Thánh Luanga và các bạn đã tươi xuống cánh đồng hội thánh cùng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôteô. Phaolô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô bởi ý định của Thiên Chúa, thể theo lời hứa ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô, gửi lời thăm Timôteô, người con yêu dấu. Nguyện chúc ân sủng lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng con. Cha cảm tạ ơn Thiên Chúa đấng đã phụng thờ, đấng Cha phụng thờ như tổ tiên Cha đã làm. Với một lương tâm trong sạch, ngày đêm Cha luôn luôn nhớ đến con khi Cha cầu nguyện. Vì thế Cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của Cha. Vì chương Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho Cha nữa là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì tin mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa đấng đã giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên kiệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng mà tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Cha đã được đặt làm kẻ rao giảng, làm tông đồ và làm thầy dạy các dân ngoại. Cũng do đó, Cha phải chịu những thử thách này, nhưng Cha không hổ thẹn, vì Cha biết Cha đã tin vào đấng nào, và Cha chắc chắn rằng Người có quyền phép gìn giữ kho tàng của Cha cho đến ngày đó. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca. Lạy Chúa, tôi ngước mắt nhìn lên Chúa. Tôi ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa như mắt những người nam tôi tớ nhìn vào tay các vị chủ ông. Lạy Chúa, tôi ngước mắt nhìn lên Chúa, như mắt của những người tỳ nữ nhìn vào tay các vị chú bà. Mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi Ngài thương xót chúng tôi. Lạy Chúa, tôi ngước mắt nhìn lên Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có ít người phái Sadduceo đến cùng Chúa Giêsu. Phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi người rằng: Thưa Thầy, luật Môi-se đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ qua đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con, người thứ hai lấy vợ quá và chết không con, người thứ ba cũng vậy, và cả 7 người không ai có con sau cùng người đàn bà cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả 7 anh em đã cưới người đó làm vợ. Chúa Giêsu trả lời rằng: Các ông không biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa. Như vậy các ông há chẳng lầm làm sao? Bởi khi người chết sống lại thì không lấy vợ, lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự sống, còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môi-se, chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con người qua suốt các thời đại đã nỗ lực đi tìm kiếm, suy tư giữa sự sống, sự chết của con người. Nhưng chúng ta biết sự sống, sự chết là một mầu nhiệm. Thiên Chúa tạo dựng ban sự sống, và con người trong thân xác thể chất này sống một thời gian rồi cũng sẽ qua đi, trở về cát bụi. Con người đi tìm coi nguồn sống của con người, và sau khi cuộc đời dưới thế này kết thúc thì sẽ đi về đâu. Chúng ta thấy có biết bao nhiêu các thứ tôn giáo từ xưa, những đạo Phật, đạo Khổng Lão, họ nghĩ về một cuộc sống ngày sau, họ nghĩ về một nơi niết bàn nào đó. Con người cố gắng để đạt tới, đó là mong ước. Những người Hồi giáo thì vẫn còn suy nghĩ hạn hẹp trong những cái vui sướng của thể chất, thể xác. Cho nên họ đã hứa những người chết vì đạo thì họ sẽ được hưởng hạnh phúc, hưởng cái lạc thú ở trên cõi sau. Được bao nhiêu những cô gái trinh, đại khái như vậy. Còn người Công giáo chúng ta, nhờ giáo lý mặc khải, Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết cuộc sống đời sau, chúng ta đã có Chúa Kitô, Ngài sống lại, Ngài đi trước. Và Ngài đã nói cho chúng ta hay rằng cuộc sống ngày sau không còn thân xác nặng nề, mà như các thiên thần. Chúa đã hiện ra, Chúa đã đến với các tông đồ qua nhiều cách. Cuộc sống ngày sau như các thiên thần, và hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Hoan Ga và 22 bạn tử đạo của nước Uganda tại Phi Châu. Các ngài sống vào cuối thế kỷ thứ 19. Những người tử đạo gồm những người trẻ từ 13, 14 cho tới 24 tuổi. Có 4 vị mới được rửa tội xong thì đã tuyên xưng đức tin của Chúa và lãnh nhận kiều thêm tử đạo. Họ là những anh dũng, họ là người da màu, da đen. Chúng ta biết trong lịch sử của giáo hội, những người da đen họ đã làm nên lịch sử. Thí dụ Thánh Augustino, Thánh Capriano, Thánh Felicita, Perpetua là những người thánh ở trong vùng Phi Châu. Hôm nay chúng ta tôn kính các vị tử đạo đã đổ máu đào để gieo mầm đức tin. Chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta cố gắng để sống niềm tin của chúng ta mỗi ngày, để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. Và tin tưởng và tình yêu Chúa, chúng ta dâng Chúa những lời cầu xin. Cầu cho giáo hội Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng, các phật trật trong giáo hội,
cầu nguyện cho mỗi người chúng ta để chúng ta dám sống về niềm tin của mình. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho hòa bình trên thế giới, các nhà lãnh đạo, các quốc gia, các dân tộc, các nhóm cùng nhau xây dựng hòa bình, đem thịnh vượng, bình an cho mọi người, mọi dân. Chúng con cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu nguyện cho những người già nua, những kẻ yếu đau bệnh hoạn, những người không nơi ăn trốn ở, các trẻ em sơ sinh, các nạn nhân của khủng bố, của bách hại, của dịch tễ, xin Chúa nâng đỡ ủi an họ. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Cầu nguyện cho các linh hồn ra đi trước chúng ta, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng bạn hữu, các ân nhân thân nhân, linh hồn mồ côi, linh hồn phê rô bân. Xin Chúa thương tha, thứ giảm bớt phần phạt, đón nhận họ vào hưởng hạnh phúc bên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Và chúng ta dâng Chúa ý nguyện riêng trong tâm tư của chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là nơi chúng con nương ẩn, là chỗ chúng con cậy trông. Chúng con dâng Chúa tất cả những ước nguyện nếu đẹp lòng, xin Chúa thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thay để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời Chúa đã ban cho các thánh tử đạo ngày xưa thà chết chẳng thà phạm tội. Cúi xin Chúa nhận qua lễ chúng con dâng và ban cho chúng con biết hiến trọn cuộc đời để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chưng để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô, mau của các thánh quan gia và các ban tứ đạo đã tô ra, bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa. Qua đó Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, vì thế cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa.
hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh, ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh tưởng sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan trong khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đô Lần, các giám mục phụ tá của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta gian nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con mà chúng con sắp đón nhận đem lại cho chúng con được sự sống muôn đời. Lời chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin làm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự mầu nhiệm thánh. Nhân ngày mừng các vị tử đạo đã chiến thắng vẻ vang, xin bí tích thánh thể đã ban cho các ngài được khang trường chịu đựng mọi gian khổ. Xin cho bí tích này cũng đem lại cho chúng con một niềm tin vững mạnh và lòng mến sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Xin cảm ơn tất cả chúng bạn chị em chúng ta tham dự thánh lễ. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta một ngày.